Hoàng Dung và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2024. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin thế giới đầu tiên với Gia Tuấn. Vâng, kính thưa quý vị để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Theo tình báo Nga, Hoa Kỳ đang tìm người thay Tổng thống Zelensky. Theo đài Reuters, cơ quan tình báo đối ngoại Nga đánh giá Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, rõ ràng đang thua trong cuộc chiến giành lấy trái tim và khối ốc của người Ukraine, đặc biệt tính từ lúc tính hợp pháp của ông mất đi hoàn toàn sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông dự kiến kết thúc vào ngày 20 tháng 5. Theo cơ quan tình báo Nga thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ và cơ quan đối ngoại của Liên minh Âu châu rất lo ngại trước sự bất mãn ngày càng tăng của người Ukraine về chuyện kéo dài không ngừng các hành động thù địch với Nga. Cơ quan tình báo đối ngoại Nga cho hay là sự mất lòng tin vào các cơ quan chính phủ đang gia tăng và sự thờ ơ đang lan rộng nhanh chóng. Cơ quan này đồng thời nói rằng là số vụ đào ngũ và tự nguyện đầu hàng trong các lực lượng vũ trang của Ukraine đang gia tăng. Cơ quan tình báo đối ngoại Nga cho rằng là Hoa Kỳ đang tìm kiếm người thay thế ông Tổng thống Zelensky và lưu ý là Washington thậm chí không cố gắng che giấu chuyện họ không quan tâm ai sẽ lãnh đạo Ukraine. Đối với phương Tây thì điều quan trọng là tổng thống mới của Ukraine có khả năng tiếp tục cuộc xung đột vũ trang đối với Nga để chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng, theo cơ quan tình báo đối ngoại Nga cho hay. Theo cơ quan tình báo này, thì Washington đang đàm phán với cựu tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và thị trưởng của Kiev Vitaly Klitschko. Công việc bí mật cũng đang được thực hiện với ông Andriy Yermak, tránh văn phòng tổng thống Ukraine, ông Valery Zoluny, cựu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và ông Dmytro Ramoskov, cựu chủ tịch quốc hội Ukraine. Chính phủ của Hoa Kỳ và Tổng thống Zelensky hiện chưa lên tiếng trước thông tin từ cơ quan tình báo Nga. Và kính thưa quý vị, Âu Châu chuẩn bị ra sao cho nhiệm kỳ 6 năm tới của Tổng thống Putin? Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 5 của ông Putin diễn ra trong bối cảnh mà Âu Châu đang chuẩn bị sẵn sàng nhằm đối phó với những động thái tiếp theo của Tổng thống Nga. Trước đó, Nga thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự trong đó thực hành sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật sau các mối đe dọa và tuyên bố khiêu kích từ giới chức của phương tây tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nhận định hành động trên là quyết định nguy hiểm làm gia tăng căng thẳng trong khu vực theo báo politico thì chiến sự nga và ukraine đã bước sang năm thứ ba nhưng có vẻ ông putin không có ý định đi chệch khỏi mục tiêu ban đầu đó là kiểm soát ukraine và đối kháng trực tiếp với phương tây chủ tịch ủy ban âu châu bà Ursula von der leyen nhận định mối đe dọa chiến tranh có thể không xảy ra nhưng không phải là không có khả năng đã đến lúc âu châu phải tiến lên lời cảnh báo của chủ tịch ủy ban âu châu nêu bật khả năng rằng là nga sẽ mở một cuộc tấn công vào một nước âu châu nào đó nhằm điều tra về các cam kết phòng thủ của khối nato đồng thời bộ trưởng quốc phòng của nước đức ông boris pistorius cho biết các chuyên gia quân sự nhận định khoảng có năm cho đến 8 năm nữa thì một cuộc xung đột vũ trang có thể sẽ nổ ra. Âu châu hiện đang lên kế hoạch khai triển một chiến lược mới trong lĩnh vực quốc phòng. Mục tiêu của chiến lược này đó là nhằm tăng cường sản xuất vũ khí, đồng thời tìm kiếm nguồn tài chính để nâng cấp kho vũ khí hiện có. Về lễ nhậm chức của ông Putin, bảy nước thành viên liên minh Âu châu sẽ cử đại diện dự lễ, trong khi 20 thành viên còn lại không tham gia. Mỹ anh Quốc, Canada cũng cho biết sẽ không cử người đến dự sự kiện này. Ukraine đổi chuyến thuật tấn công tàu quân sự của Nga Tình báo của phòng Ukraine cho biết là lực lượng đặc nhiệm Ukraine liên tục đưa ra các chiến thuật mới để tập kích tàu quân sự Nga ở bán đảo Crimea. Phát ngôn viên tình báo của phòng Ukraine là Andriy Yusov cho hay, Nga chắc chắn đã đưa ra kết luận và cố gắng xây dựng hệ thống phòng thủ mới theo những cách khác nhau ở các khu vực khác nhau. Nhưng cuối cùng cả người điều khiển xuồng tự sát Magura và lực lượng đặc biệt của Ukraine không phải lần nào cũng tấn công giống nhau. Ông Andriy Yusov nói, vì vậy bất chấp việc họ cố gắng giấu tàu, di chuyển, che giấu và xây dựng các hàng rào phòng thủ, Ukraine vẫn tìm ra cách đối phó mới, chứng tỏ là tình báo quốc phòng của Ukraine và Magura đang hoạt động hiệu quả. Một tàu 3 triệu Mỹ Kim nữa của Nga lại bị chìm xuống đáy biển. Trước đó thì cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, tàu của Nga đã bị xuồng tự sát Magura V5 của Ukraine tấn công ở vịnh Vuzka trên bờ biển phía tây của Crimea. Theo tình báo quốc phòng Ukraine thì năm tàu của Nga trong đó có tàu đổ bộ lớn Caesar Kunikov đã bị phá hủy và một chiếc bị hư hại nhẹ từ các vụ tấn công của Magura V5 kể từ khi xung đột nổ ra. Hamas tuyên bố Hạ xe tăng hiện đại nhất của Israel gần Rafa. Hamas thông báo đã phá hủy một chiếc xe tăng Merkava gần cửa khẩu Rafa và tập kích vị trí binh sĩ Israel đóng quân xung quanh cơ sở này. Lực lượng Is Aden Al-Qassam là cánh vũ trang của Hamas vào ngày 7 tháng 5 tuyên bố họ đã dùng súng cối hạng nặng để hạ lực lượng đối phương xâm nhập vào cửa khẩu ở phía đông Rafa. Các thành viên lữ đoàn al Qasim sau đó đã phóng rocket tầm ngắn Raytrium nhằm vào căn cứ Rerum Shalom ở miền nam Israel và vị trí lực lượng của nước này tập kết quanh cửa khẩu Rafah. Cánh vũ trang của Hamas cho biết thành viên al đã phóng phi đạn chống tăng, đã hạ được xe tăng của Merkava của Israel, khiến cho phương tiện bốc cháy và lao về phía nhóm binh sĩ đang ẩn náu trong tòa nhà gần đó ở khu Socket al Sofi phía đông của Rafa. Các vụ tấn công xảy ra sau khi mà Israel điều binh sĩ, xe tăng và thiết giáp tiến vào kiểm soát cửa khẩu Rafa nằm ở phía đông của thành phố cùng tên trong chiến dịch tại khu vực hạn chế. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, Israel đang truy tìm thành viên hoặc là cơ sở Hamas trong khu vực. Chiến dịch của lực lượng phòng vệ Israel diễn ra hai ngày sau khi mà Hamas phóng một loạt rocket nhằm vào cửa khẩu Kerem Shalom ở miền nam của Israel, khiến cho bốn binh sĩ của nước này đã bị thiệt mạng. Không quân của Israel sau đó đã oanh tạc Rafah để trả đũa, làm ít nhất là 16 người tại đây thiệt mạng. Hamas còn cho biết, chiến dịch của Israel tại cửa khẩu Rafah làm suy yếu các lực lượng nhằm đạt được lệnh đình chiến. Phong trào này đã kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế gây áp lực, buộc Israel ngừng leo thang chiến tranh. Số người chết vì lũ lụt tàn khốc ở Kenya tăng lên 228 người. Chính quyền của Kenya vừa qua đã cho biết là có thêm 9 người thiệt mạng trong 24 giờ qua vì lũ lụt và lở đất do mưa lớn gây ra, nâng số người thiệt mạng lên 228. Kenya cũng vừa đón thêm một cơn bão nhiệt đới khác mang tên là Hideya. May mắn là bão đã nhanh chóng suy yếu sau khi đổ bộ vào đảo Mafia ở Tanzania. Bộ Nội vụ và Hành chính của quốc gia cho biết, bão nhiệt đới Hidaya đã kết thúc, tuy nhiên thì dự báo vẫn sẽ có mưa lớn ngoài khơi dọc khu vực bờ biển với gió mạnh và sóng lớn ở Quell. Kenya đang trải qua đợt mưa bão vô cùng khắc nghiệt, tính đến nay thì khoảng 212.000 người dân đã phải di dời, 1967 trường học bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chính phủ và các tổ chức nhân đạo đang tích cực phối hợp để cứu nạn và cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho những người phải di dời. Người dân cư trú tại các khu vực đô thị, vùng trũng thấp và khu vực ven sông đã được cảnh báo về khả năng xảy ra lũ lụt và những người ở khu vực đồi núi sườn dốc được cảnh báo nguy cơ lở đất. Một số vùng của Kenya vẫn bị cô lập và không thể tiếp cận sau khi đường xá đã bị hư hại và nhiều cây cầu bị cuốn trôi khiến cho hàng ngàn cư dân đang phải vật lộn để duy trì sự sống. Lũ lụt nghiêm trọng cũng làm gián đoạn hoạt động kinh doanh trên khắp đất nước và buộc các trường học phải hoãn vô thời hạn việc mở cửa trở lại. Sinh viên Oxford và Cambridge ở Anh Quốc biểu tình theo hãng tin Reuters vào ngày 7 tháng 5, thì nhiều sinh viên ở Anh Quốc đã dựng lều trại để biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên hai trường đại học lâu đời, đó là Đại học Oxford và Đại học Cambridge, nhằm thể hiện sự đoàn kết với những người biểu tình ở Mỹ. Một số sinh viên cầm cờ Palestine cho biết, họ sẽ cùng 100 trường đại học trên toàn thế giới để phản đối cuộc chiến của Israel ở giải Gaza, đây là cuộc chiến khiến cho hơn 34.700 người Palestine thiệt mạng cho đến nay. Hình ảnh về các cuộc biểu tình ở Anh quốc hoàn toàn trái ngược với những cảnh tượng ở Mỹ trong vài tuần qua, nơi mà cảnh sát đã dùng bạo lực để giải tán và bắt giữ hàng trăm người biểu tình. Phóng viên ảnh của Reuters cho biết, không có sự xuất hiện của cảnh sát trong các cuộc biểu tình ở Đại học Oxford. Phát ngôn viên của Đại học Oxford cho biết, tôn trọng quyền tự do ngôn luận của sinh viên và nhân viên nhà trường dưới hình thức biểu tình ôn hòa. Trong những tuần vừa qua, thì các cuộc biểu tình phản chiến tại Đại học Columbia ở New York đã thu hút sự quan tâm, truyền cảm hứng cho các cuộc biểu tình tương tự tại hàng chục trường đại học trên khắp nước Mỹ và các nơi khác. Nhìn chung, thì các sinh viên kêu gọi ngừng bắn ở giải Gaza và yêu cầu nhà trường thoái vốn khỏi các công ty có liên quan tới Israel. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Biden lên án nạn bài do Thái bùng lên dữ dội ở Hoa Kỳ và khắp thế giới. Tổng thống Joe Biden lên án nạn bài do Thái bùng lên dữ dội ở Hoa Kỳ và khắp thế giới khi đọc diễn văn tại Quốc hội vào ngày 7 tháng 5, theo hãng tin AP loan tin. Ông Biden đọc diễn văn trong buổi lễ tưởng niệm nạn nhân Holocaust, sự kiện Đức Quốc xã sát hại có hệ thống 6 triệu người Do Thái thời đề nhị thế chiến. Buổi lễ được tổ chức giữa lúc vụ tấn công của Israel của Hamas và chiến dịch quân sự trả đũa gây nhiều tranh cãi của Israel ở Gaza gây ra làn sóng bạo lực và thù két mới nhắm vào người Do Thái. Tổng thống Biden nói về nỗi kinh hoàng của Holocaust, nạn thù ghét này tiếp tục nằm sâu trong tim quá nhiều người trên thế giới và có thể người ta không biết sự thật. Tổng thống Biden tuyên bố vào ngày 7 tháng 10, Hamas đã làm sống lại nạn thù ghét đó qua vụ sát hại hơn 1.200 người Israel, chủ yếu là dân thường. Những cuộc biểu tình ủng hộ Palestine xảy ra rầm rộ tại đại học khắp nước Mỹ. Trong một số cuộc biểu tình thì người ta nghe thấy tiếng hô hào bài Do Thái và tiếng đe dọa sinh viên Do Thái cũng như là người ủng hộ Israel. Mấy tháng qua, thì Tổng thống Biden đã khó nhọc trong việc cân bằng giữa ủng hộ Israel sau vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 của năm ngoái, ngày đẫm máu nhất đối với người Do Thái từ sau sự kiện Holocaust với nỗ lực bảo vệ dân thường ở Gaza. Bất chấp mối quan hệ của ông với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel trở nên căng thẳng do Israel cố gắng xâm chiếm thành phố Rafah ở Gaza, Tổng thống Biden nhấn mạnh là Hoa Kỳ vẫn ủng hộ Israel. Trong bài diễn văn thì ông Biden không hề nhắc tới cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tuy nhiên thì ông đọc bài diễn văn giữa lúc bị cựu tổng thống Donald Trump chỉ trích thông điệp của ông Biden quá yếu. TikTok kiện lên tòa liên bang nhằm tránh bị cấm ở Mỹ. Thưa quý vị, TikTok về ByteDance là công ty mẹ của mạng xã hội này vào hôm 7 tháng 5 đã loan báo là họ đã nộp đơn kiện lên tòa liên bang nhằm cố gắng chặn đạo luật được Tổng thống Joe Biden ký vào tháng trước, mà theo đó TikTok có thể bị cấm ở Mỹ. Hai công ty này cho hay họ nộp đơn kiện lên tòa kháng án Hoa Kỳ ở District of Columbia. Trong đơn họ cho rằng Đạo luật Tổng thống Joe Biden ký vào hôm 24 tháng 4 là vi phạm hiến pháp của nước Mỹ về nhiều lý do, chẳng hạn như là vi phạm quyền tự do ngôn luận trong tù chính án số 1. Theo đạo luật này, Biden phải bán TikTok cho thực thể nào đó không phải là của Trung Quốc, hạn chót là ngày 19 tháng 1 năm 2025. Nếu không, thì mạng xã hội này sẽ bị cấm. Lo ngại rằng Trung Quốc có thể lấy dữ liệu của những người Mỹ hoặc theo dõi những người Mỹ thông qua TikTok. Quốc hội của Mỹ thông qua dự luật về cấm TikTok với tỷ số phiếu áp đảo, chỉ sau vài tuần dự luật này được đưa ra. Đạo luật này cấm toàn bộ kho ứng dụng hay còn gọi là App Store ở Mỹ chứa TikTok, đồng thời cấm dịch vụ internet hỗ trợ TikTok nếu như ByteDance không bán TikTok hạn chót là ngày 19 tháng 1 năm sau. Tiếp theo là bản tin liên quan đến việc đối diện hình phạt ngồi tù, ông Trump nói sẵn sàng đón nhận. Cựu tổng thống Donald Trump mới đây cho biết là ông sẵn sàng ngồi tù sau khi thẩm phán dọa bỏ tù ông vì tội nói nhiều. Đề cập đến thẩm phán Juan Merchan, ông Trump nói với báo giới tại tòa án hình sự ở quận Manhattan, New York rằng: "Tôi phải cẩn thận từng từ khi phát ngôn. Các bạn hỏi tôi một câu hỏi đơn giản, nhưng tôi không thể phản hồi vì thẩm phán này ban lệnh cấm phát ngôn và nói ông sẽ ngồi tù nếu vi phạm." Trước đó, cùng ngày, thì thẩm phán Juan Merchant, người xét xử vụ án chi tiền bịt miệng nữ diễn viên khiêu dâm Daniel Storms, khép ông Trump tội à, bất kính với tòa án sau khi ông đã vi phạm lệnh giữ im lặng 10 lần liên tiếp. Ông Merchant đã phạt cựu tổng thống thêm 1.000 Mỹ Kim vào ngày 6 tháng 5 sau khoản phạt 9.000 Mỹ Kim trước đó. Thế nhưng thì ông Merchant nói số tiền phạt dường như không có tác dụng răng đe. Thẩm phán Merchant nhấn mạnh là ông xem việc phạt tù ông Trump thật sự là biện pháp cuối cùng, bởi vì quyết định đó sẽ làm gián đoạn quá trình xét xử, đồng thời tạo ra một viễn cảnh yêu cầu an ninh vô cùng phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Thế nhưng thì ông Merchant khẳng định là việc ông Trump tiếp tục cố tình vi phạm lệnh bịt miệng đã trở thành một cuộc tấn công trực tiếp vào nền pháp quyền. Tòa án yêu cầu ông Trump không công khai chỉ trích các bồi thẩm đoàn và nhân chứng của phiên tòa. Mỗi lần vi phạm, ông sẽ bị phạt 1.000 Mỹ Kim. Trước đó thì ông đã bị phạt 9 lần. Khoản tiền này tương đối nhỏ so với hơn 266 triệu Mỹ Kim tiền bảo lãnh khi ông Trump kháng cáo các bản án dân sự trong hai vụ án khác. Ông Trump thường xuyên phàn nàn rằng là lệnh bịt miệng sẽ hạn chế khả năng đưa ra quan điểm của ông trước cử tri trong cuộc đua trở lại tòa Bạch Ốc lần này. Theo đài Fox News, ông Trump đã chỉ trích lệnh bịt miệng là vì hiến và cáo buộc thẩm phán Morgan can thiệp bầu cử. Cựu Tổng thống Trump đang bị xét xử với 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi khi tranh cử vào năm 2016. Một người phụ nữ Minnesota bị cáo buộc là đã giết hai đứa trẻ, đốt nhà và bỏ đi cùng với một đứa trẻ khác. Theo cáo trạng được công bố mới đây, thì một người phụ nữ đã giết hai đứa trẻ ở phía bắc của Minnesota, đốt một ngôi nhà và bỏ đi cùng với một đứa trẻ khác. Jennifer Murray Stigley, 35 tuổi, đã bị cáo buộc về các tội danh như là giết người có chủ ý, giết người khi phạm tội lạm dụng trẻ em, phóng hỏa, giết người khi phạm tội phóng hỏa và bỏ bê trẻ em nghiêm trọng. Luật sư của bà Paul Inch cho biết trong một email gửi cho Associated Press rằng là có một cơ sở vững chắc để cho bà không nhận tội nhưng không giải thích thêm. Cơ quan hữu trách không nêu tên nạn nhân, nhưng tờ báo Minneapolis Star Tribune đưa tin rằng họ là con của Stanley, 6 tuổi và 5 tuổi. Cáo trạng còn cho biết, Stately đã tấn công các đứa trẻ bằng dao vào ngày 15 tháng 3 tại khu bảo tồn Ấn Độ Red Lake, sau đó đã phóng hỏa ngôi nhà và bỏ đi cùng với đứa trẻ thứ ba. Tờ báo Star Tribune còn cho biết, đứa trẻ thứ ba là con trai 3 tuổi của bà. Một trong hai đứa trẻ đã chết vì vết thương do dao đâm. Đứa trẻ còn lại chết do ngạt khói từ đám cháy. Một cảnh báo Amber đã được phát đi ngay sau khi mà đám cháy được phát hiện. Khoảng một giờ sau đó, thì một người lái xe đã nhận ra một chiếc xe đúng với mô tả và đã gọi 911. Các phó cảnh sát ở quận Todd đã dừng xe của Stately và tìm thấy đứa trẻ sống sót, người mà có dấu hiệu bỏ bê trẻ em rõ ràng, theo thông cáo báo chí từ văn phòng của Lutcher. Stately đã xuất hiện tại tòa án và đã bị ra lệnh giam giữ, chờ các thủ tục tòa án tiếp theo. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Oklahoma có lốc xoáy khiến cho một người thiệt mạng và thiên tai tiếp tục ở Trung Tây, Hoa Kỳ. Ít nhất thì một người ở Oklahoma đã thiệt mạng do lốc xoáy càng quét các thị trấn nhỏ, thời điểm mà các cơn bão dữ tận di chuyển từ miền Nam và tiến vào các khu vực miền Trung, gây ra tình trạng tàn phá và làm đình trệ hạ tầng cơ sở, ảnh hưởng hàng triệu người. Đài NBC News loan tin. Cảnh sát trưởng của quận Osage, Eddie Verdin, nói với NBC News rằng một cư dân chưa rõ danh tính đã chết trong một cơn lốc xoáy tại Barnes Door, thành phố có khoảng 1.000 dân cách Tosa khoảng 40 dặm về hướng Bắc, tại thời điểm mà khu vực bị cơn bão tàn phá dữ dội nhất. Verdin cho biết là còn quá sớm để biết còn bao nhiêu người khác có thể bị thương, nhưng cho biết là các cảnh sát viên tiến hành nhiều cuộc giải cứu. Lực lượng tuần tiểu cao tốc Oklahoma được viết tắt là OHP cho biết trên X rằng là họ thiết lập một trạm liên lạc trong thị trấn cho những ai cần tìm kiếm thân nhân. Bartlesville cách đó khoảng 20 dặm về hướng đông bắc cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Một khách sạn trong thị trấn bị hư hại nghiêm trọng. Giới chức thành phố của Bartlesville đã cho biết là mức độ thiệt hại đáng kể đang xảy ra trên khắp vùng và trong đó có một số đường dây điện bị đứt nhưng cho tới nay thì chỉ ghi nhận tình trạng bị thương nhẹ. Nhà chức trách khuyến khích là người dân ở nhà và không ra đường. Cơ quan Thời tiết Quốc gia báo động khẩn cấp về lốc xoáy hiếm có tại Osage vào hôm thứ Hai. Một cơn lốc xoáy lớn, vô cùng nguy hiểm và có thể làm chết người đang hiển hiện. Báo động lốc xoáy được kéo dài tới 5 giờ sáng của ngày thứ Ba. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Osage và Cảnh sát địa phương cho biết trên Facebook rằng là họ cùng với nhiều cơ quan tham gia tìm kiếm và cứu nạn toàn bộ khu bảo tồn quốc gia Osage. Trên khắp Oklahoma, hơn 25.000 khách hàng bị mất điện, theo trang mạng poweroutage.us. Ngoài ra, thì còn có 18.000 khách hàng bị mất điện ở Missouri và gần 10.000 người ở Arkansas. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết là thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng tới nhiều nơi tại Hoa Kỳ trong hơn 5 tuần và sẽ tiếp tục ít nhất là cho tới thứ tư do có một vùng áp thấp đang hình thành trên khu vực hồ Great Lakes. New York Times và Washington Post, đại thắng giải báo chí Pulitzer. Báo New York Times và Washington Post mỗi tờ vừa nhận được 3 giải Pulitzer với loạt bài đề cập đến xung đột và bất công trên toàn cầu. Những bài báo đoạt giải Pulitzer năm nay đã tường thuộc hoàn cảnh khó khăn của những lao động trẻ em nhập cư ở vùng trung tây của nước Mỹ, hậu quả chết người của chiến tranh ở Trung Đông và tình hình ở Nga. Giải thưởng điều tra thuộc về nhà báo Hannah Trier của New York Times, với phóng sự điều tra giúp vạch trần tình trạng lao động trẻ em nhập cư khắp nước Mỹ cũng như những sai lầm của chính phủ khiến cho tình trạng bất hợp pháp này vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, New York Times đã nhận giải thưởng báo chí quốc tế khi mà đưa tin về cuộc chiến ở Trung Đông. Nhóm phóng viên của New York Times đã đưa một loạt câu chuyện kể về hậu quả ngày sau cuộc tấn công Israel của phong trào Hồi giáo Hamas. Những sai sót của lực lượng phòng vệ Israel khiến cho công dân của họ dễ bị tổn thương. Và hậu quả đối với những thường dân Palestine khi mà Israel tiến hành chiến sự trả đũa ở giải Gaza. Hội đồng Pulitzer cũng đặc biệt nhắc đến các nhà báo đưa tin về cuộc xung đột ở Gaza và lưu ý rằng trong những điều kiện khủng khiếp, thì một số lượng lớn nhà báo đã thiệt mạng khi mà nỗ lực kể những câu chuyện về những người Palestine và những người khác ở giải Gaza. tờ Washington Post đã giành chiến thắng hạng mục báo chí quốc gia nhờ cuộc điều tra về súng trường bán tự động AR-15. Ngoài ra, hai cây bút David E. Hoffman và Vladimir Karamuza của tờ báo này còn giành chiến thắng lần lượt ở hạng mục xã luận và bình luận. Báo New York Times đã nhận giải thưởng ở hạng mục ghi chép với phóng sự về một gia đình đang phải vật lộn với chứng mất trí nhớ di chuyển. Trong khi đó, thì hai hãng thông tấn Reuters của Anh Quốc và AP đã trở thành chủ nhân của giải Pulitzer trong lĩnh vực ảnh báo chí. Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất, thưa quý vị cựu chiến binh nhận bằng đại học ở tuổi 100. Jack Milton, 100 tuổi, cựu chiến binh từng tham gia Thế chiến thứ hai, vừa bất ngờ được Đại học Maryland Global Campus tổ chức lễ tốt nghiệp sau gần 60 năm. Vào những năm 1960, trong thời gian làm việc tại Ngũ Giác Đài, ông Milton đã theo học đại học tại Đại học Maryland Global Campus và tích đủ tính chỉ để tốt nghiệp Tuy nhiên thì trước khi có thể chính thức nhận bằng cử nhân thì ông đã được điều động ra chiến trường. Gần đây thì ông Milton tham dự một sự kiện mà ban đầu ông nghĩ là lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của mình, nhưng hóa ra thì lại là lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân nghệ thuật cho chính ông. Theo trang NBC thì buổi lễ tốt nghiệp muộn màng này là một khoảnh khắc vô cùng xúc động đối với ông Milton. Ông cho biết trong cuộc đời thì ông đã may mắn có dịp được dự nhiều lễ kỷ niệm, nhưng đây chắc chắn là buổi lễ đáng nhớ nhất sau khi nghỉ hưu khỏi quân đội sau 31 năm phục vụ, Đại học Maryland Global Campus vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của ông Milton. Ngoài việc là thành viên sáng lập của Hội đồng Quản trị Quỹ Đại học Maryland, ông còn nhận được huân chương Tổng thống Đại học Maryland Global Campus vào năm 2001 và hỗ trợ một số chương trình học bổng, bao gồm thành lập Quỹ học bổng John L. và Samantha Milton. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Á Châu. Ông Hun Sen nhờ quân đội Miến Điện sắp xếp để được gặp bà Aeon San Trong cuộc gặp với Thống tướng Min Aeon Lai của Miến Điện, Chủ tịch Thượng viện Campuchia là ông Hun Sen đã đề nghị được gặp nhà lãnh đạo dân chủ ông San Suu Kyi. Cựu thủ tướng Campuchia ông Hun Sen đã có cuộc gặp họp trực tuyến với tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo hội đồng hành chính của nhà nước Miến Điện vào ngày 7 tháng 5. Theo truyền thông Campuchia, cuộc gặp nhằm trao đổi thông tin cập nhật về những diễn biến ở Miến Điện và tìm hiểu khả năng tổ chức các chuyến thăm song phương. Tại cuộc gặp, Ông Hun Sen đã nhắc lại yêu cầu ông Min Aung Hlaing xem xét tạo điều kiện cho cuộc gặp trực tuyến giữa ông và bà Aung San Suu Kyi, người mà ông đã từng hợp tác trong nhiều năm trước đây trong các vấn đề ASEAN. Đồng thời, ông Hun Sen đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đồng thuận 5 điểm ASEAN và cho rằng tiến bộ trong vấn đề này sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Miền Điện. Ông Hun Sen cũng hoan nghênh quyết định của chính quyền quân sự Miến Điện vì đã cử đại diện phi chính trị tới hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tháng 1 năm 2024 và khuyến khích Miến Điện tiếp tục cử đại diện tham dự các cuộc họp quan trọng trong khối ASEAN. Trong khi đó, tướng Min Aung Hlaing đã ghi nhận những nỗ lực giải quyết vấn đề Miến Điện trong thời gian Campuchia dưới quyền ông Hun Sen giữ cương vị là chủ tịch khối ASEAN. Ông Min Yon Lying đã khẳng định cam kết tiếp tục cử đại diện phi chính trị tham dự hội nghị cấp cao Asian và các hội nghị có liên quan. Ông cũng cam kết là sẽ xem xét kỹ các đề nghị khác và bảo đảm là sẽ cử đặc phái viên tới Campuchia trong thời gian tới để thảo luận sâu hơn về các vấn đề này. Theo trang Fresh News, thì lãnh đạo chính quyền quân sự Miến Điện cũng đã thảo luận với ông Hun Sen về kinh nghiệm tổ chức bầu cử và các vấn đề khác. Tiếp theo là bản tin đến từ Nam Hàng. Báo tin giả cho cảnh sát có thể bị phạt 90 triệu. Trước tình trạng ngày càng nhiều các cuộc gọi khẩn báo cáo sai sự thật ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan cảnh sát, Nam Hàng đã sửa đổi luật về cuộc gọi khẩn cấp. Luật này dự kiến có hiệu lực vào tháng 7 tới đây. Theo đó thì tòa án có thể đưa ra mức phạt hành chính lên tới 3.600 Mỹ Kim nếu gọi vào số khẩn cấp 112 báo tin giả cho cảnh sát, ngay cả với những người phạm tội lần đầu. Trước đây, Nam Hàng xử phạt các hành vi gọi trêu đùa cảnh sát với khung hình phạt nhẹ là phạt tiền 442 Mỹ Kim hoặc tạm giam tối đa là 29 ngày trong một trung tâm giam giữ địa phương. Tuy nhiên, thì những năm gần đây, Nam Hàng đã ghi nhận xu hướng gia tăng đáng kể các hành vi gọi đùa hoang báo với cảnh sát. thì Con số của cuộc gọi đùa đã gia tăng từ trên 3.700 cuộc vào năm 2021, lên hơn 3.900 cuộc vào năm 2022 và lên tới hơn 4.800 cuộc vào năm 2023. Vào đầu tháng 4 vừa qua, thì tòa án Dijon thuộc tỉnh Nam Jongcheon đã phạt một người đàn ông 145 Mỹ Kim vì trò đùa nhân ngày cá tháng Tư. Người này đã gọi báo cho cảnh sát về đường dây mại dâm hoạt động tại một quán cà phê. Cảnh sát đã cảnh báo rằng là những cuộc gọi sai sự thật có thể bị phạt, nhưng người này vẫn tiếp tục gọi thêm 51 lần để báo cáo về cùng một nội dung cũng tại tỉnh này thì vừa qua tòa án của khu vực Chongwon đã kết án một người phụ nữ 33 tuổi bức án là 6 tháng tù giam 2 năm tù treo vì bảo bạn trai hoang đã báo cảnh sát là mình đã bị cướp hành động của người phụ nữ này đã bị coi là cản trở thi hành công vụ và vấn tin liên quan đến tình hình ở Á Châu thì Campuchia tuyên bố không tham vấn thêm về kênh Fuan techno Phó Thủ tướng Campuchia tuyên bố, nước này không có nghĩa vụ cung cấp thêm thông tin và sẽ không tham vấn với các quốc gia trong khu vực về dự án kênh đào Funan Phó Thủ tướng Campuchia, ông Son Chanto đã nói rằng, lượng nước qua kênh Funan là 5 mét khối trong mỗi giây, còn dòng chảy sông Mekong là 8.000 mét khối trong mỗi giây, cho nên lượng nước được chuyển hướng chỉ bằng một giọt nước trong xô và cho rằng dự án này chỉ có tác động tối thiểu đến môi trường. Theo ông Sơn Chanto, thì Campuchia đã thông báo cho Ủy hội sông Mekong về dự án này, nhưng sẽ không tham vấn với các nước khác trong khu vực về kênh đào. Ông nói, nếu được yêu cầu, Campuchia sẽ cung cấp thêm thông tin, nhưng Campuchia không có nghĩa vụ pháp lý phải làm vậy. Theo Hiệp định Mekong vào năm 1995, thì các dự án ảnh hưởng dòng chính của sông phải được Ủy hội sông Mekong xem xét, nhận ý kiến đóng góp từ các quốc gia thành viên bao gồm có Việt Nam, Lào và Thái Lan. Đây là căn cứ pháp lý quốc tế quan trọng cho Việt Nam, đòi hỏi phía Campuchia phải lấy ý kiến rộng rãi từ các nước trong khu vực về dự án kênh đào này. Phó Thủ tướng Sen Chanto còn cho biết, 33% hàng xuất nhập cảng của Campuchia hiện nay được vận chuyển dọc sông Mekong rồi tới các cảng của Việt Nam. Dự án kênh Funan Techno được kỳ vọng là sẽ giảm 70% lượng hàng đi và đến Campuchia qua cảng của Việt Nam. Trung Quốc gia hạn chính sách miễn thị thực cho 12 quốc gia. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 7 tháng 5 đã thông báo, Trung Quốc đã quyết định gia hạn chính sách miễn thị thực đối với các chuyến đi ngắn hạn tới nước này cho 12 quốc gia. Phát biểu tại họp báo thường kỳ thì ông Lâm Kiếm nêu rõ, để thúc đẩy các hoạt động trao đổi giữa công dân Trung Quốc và công dân nước ngoài, Trung Quốc đã quyết định gia hạn chính sách miễn thị thực đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đối với công dân của các nước Pháp Đức, Ý, Hòa Lan, Tây Ban Nha, Malaysia, Thụy Sĩ, Ireland, Hungary, Áo, Bỉ và Luxembourg. Ông Lâm kiếm cho biết là công dân của các quốc gia nêu trên sẽ được miễn thị thực tối đa là 15 ngày để đi công tác, du lịch, thăm thân nhân và bạn bè cũng như là quá cảnh tại Trung Quốc. Vào năm 2023 thì Trung Quốc đã thực hiện nhiều chính sách khác nhau để hồi sinh ngành du lịch vốn chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, trong đó có chính sách miễn thị thực theo đó thì đã có hàng chục quốc gia được hưởng lợi từ chính sách này. Cử tri Ấn Độ đi bầu dưới sức nóng nung người hơn 40 độ C. Cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ đang diễn ra vào tháng 4 và tháng 5, lúc mà cả các cử tri lẫn các giới chức điều hành phòng phiếu đều phải đối phó với thời tiết mùa hè nắng nóng rực lửa. Dân chúng tại Ấn Độ cùng nhiều đất nước khác ở Á châu đều phải trải qua một trong những mùa hè nóng bực nhất ở lịch sử. Vào năm ngoái, thì có tới ít nhất là 9 người dân của Ấn Độ đã thiệt mạng vì hậu quả của thời tiết nóng bức trên toàn quốc. Hồi tháng 4, một vị bộ trưởng của liên bang là ông Nitin Gadkari đã ngất xỉu khi mà ông đang nói chuyện tại một cuộc vận động bầu cử tại tiểu bang Maharashtra ở miền Tây của Ấn Độ. Chỉ mấy hôm trước đó, thì tại thành phố Kolkata ở miền đông, nhiệt độ đã lên tới là 43 độ C, khiến cho một sướng ngôn viên thời tiết đã ngất đi lúc mà đang cập nhật tình hình thời tiết trong ngày. Cơ quan theo dõi thời tiết của Ấn Độ đã tiên đoán sẽ còn thêm nhiều đợt nắng nóng bức kéo dài nữa trong suốt tháng 5. Các giới chức phụ trách bầu cử trên toàn quốc của Ấn Độ từng tìm các biện pháp đối phó với sức nóng gây cắt bằng cách là cung cấp thật nhiều nước uống cho các phòng phiếu và kéo dài thời gian bỏ phiếu. Nhiều chuyên gia cho rằng chính thời tiết khắc nghiệt năm nay đã làm cho số cử tri đi bỏ phiếu giảm sút. Vẫn một bản tin đến từ Ấn Độ, vợ kiện chồng ra tòa vì tội cưỡng hiếp. Tòa án tiểu bang Madhya Pradesh, miền trung của Ấn Độ, gần đây đã ra phán quyết về một vụ người vợ đệ đơn kiện chồng có hành vi cưỡng hiếp trong hôn nhân. Đây được coi là vụ kiện hiếm hoi tại Ấn Độ, đồng thời bộc lộ một lỗ hỏng trong hệ thống luật pháp liên quan đến quan hệ tình dục trong hôn nhân của nước này. Theo đơn tố cáo của người vợ thì ít lâu sau khi hai người kết hôn, và cô quay về nhà mẹ đẻ lần thứ hai của năm 2019, người chồng đã tới nhà và nhiều lần thực hiện hành vi tình dục trái tự nhiên với cô. Khi người vợ phản đối và chống cự thì anh này đã đe dọa sẽ ly hôn nếu vợ nói cho người khác biết. Cô đã nộp đơn kiện chồng có hành vi cưỡng hiếp vào năm 2022 sau khi tâm sự với mẹ và được bà động viên đi kiện người chồng bác bỏ cáo buộc của người vợ trước tòa. Luật sư đại diện của người chồng đã tuyên bố bất kỳ hành vi tình dục trái tự nhiên nào giữa hai vợ chồng đều không được coi là phạm tội bởi họ đã kết hôn. Thẩm phán Gopal Singh Alukwalia sau đó tuyên bố hành vi của người chồng với người vợ từ 15 tuổi trở lên sẽ không cấu thành tội cưỡng hiếp, ngay cả khi người vợ không đồng thuận. Phán quyết của thẩm phán Aluwalia một lần nữa đặt ra câu hỏi về cách thức đối xử với phụ nữ ở Ấn Độ, những người đối mặt với bạo lực và phân biệt đối xử trong xã hội gia trưởng. Người vợ còn cáo buộc là chồng quấy rối tinh thần và thể xác vì gia đình của cô không đáp ứng yêu cầu của hồi môn. Tuy nhiên thì phiên xét xử vụ kiện này chưa diễn ra. Du lịch xích lô, Singapore thì từ bỏ nhưng Malaysia thì lại níu giữ. Từ giữa tháng 4 năm 2024 thì những chiếc xích lô cuối cùng đã chính thức ngừng hoạt động ở Singapore. Tuy nhiên, ở thành phố Malacca của quốc gia láng giềng Malaysia thì xe xích lô vẫn phát triển và là biểu tượng văn hóa được yêu mến. Theo Đài Channel News Asia của Singapore, thì xe xích lô ở Singapore có khởi nguồn từ xe kéo của Nhật Bản và xuất hiện lần đầu ở quốc đảo sư tử vào những năm 1880. Tuy nhiên, thì quá trình hiện đại hóa và đô thị hóa nhanh chóng của Singapore đã bỏ xích lô nằm lại với quá khứ. Trong tiến trình đô thị hóa Singapore, thì giới chức hòn đảo đã xóa bỏ các khu ổ chuột, khiến cho những người lái xe xích lô đã mất đi những lượng khách ruột. Đài CNA mô tả, xích lô đã rơi vào tình trạng hấp hối vào những năm 1970 và dần ít xuất hiện trên đường phố của Singapore. Đài CNA dẫn lời một chuyên gia du lịch của Singapore cho biết, ở các thành phố khác như là Malacca, Penang của Malaysia, thì những chiếc xe xích lô vẫn phát triển theo thời gian và đã trở thành biểu tượng văn hóa. Xích lô du nhập vào Malaysia vào khoảng năm 1935 và từng là phương tiện giao thông phổ biến ở thành phố thủ phủ Georgetown của tiểu bang Penang, Malaysia vào năm 1950 hiện nay thì khác với số phận hẩm hiu của những chiếc xích lô ở singapore xích lô ở malaysia lại được những người dân địa phương tìm cách sáng tạo để có thể hòa nhập với đời sống và văn hóa hiện đại của thành phố một trang tin còn cho biết rằng ngày nay thì những chiếc xe xích lô và những người anh em họ hàng của phương tiện này đều trở nên bất tử trong văn hóa nghệ thuật đường phố georgetown Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam sắp tiếp tục hành dân về ghi danh thường trú và tạm trú. Theo báo Thanh niên vào ngày 7 tháng 5, thì Bộ Công an Việt Nam đang lấy ý kiến về dự thảo trên với đề nghị có thêm nhiều quy định mới liên quan đến việc ghi danh thường trú và tạm trú. Tại dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật cư trú mới, Bộ Công an đề nghị khi ghi danh thường trú, tạm trú, người dân phải cung cấp hàng loạt giấy tờ có công chứng, chứng thực gây mất nhiều thời gian và công sức. Ví dụ như hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai, giấy tờ, tài liệu chứng minh sổ đỏ hoặc là tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp, đang thế chấp ngân hàng, giấy tờ mua bán viết tay, cam kết về việc không có tranh chấp, vân vân. Đặc biệt thì dự thảo quy định chi tiết là các loại giấy tờ tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, quan hệ nhân thân để ghi danh tạm trú nhiều và rườm rà phức tạp hơn. Nếu không có một trong các giấy tờ tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, chủ nhà hoặc là khách sạn phải có giấy cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Công an Việt Nam thì việc thay đổi như trên là do hiện nay, Cộng sản Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, phải hiện đại hóa công tác quản lý cư trú theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với xu hướng của các nước trên thế giới. Ngân hàng nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng vào ngày 8 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng, với khối lượng đặt thầu tối thiểu là giảm một nửa, còn 700 lượng. Phiên ngày 8 tháng 5 là lần thứ năm mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gọi thầu, trong bối cảnh giá vàng trong nước tiếp tục phá đỉnh. Bốn phiên thầu tổ chức trước đó chỉ có một lần thành công, ba lần bị hủy. Ở các phiên thầu trước, đại diện các bên tham gia và giới chuyên gia cho biết, mức giá sàn đấu thầu vàng miếng quá cao và khối lượng tối thiểu doanh nghiệp phải mua số lượng lớn là 1.400 lượng, khiến cho họ rủi ro khi phải bỏ ra vốn lớn trong bối cảnh cả thế giới đang biến động. Việc hạ khối lượng mua tối thiểu trong phiên vào ngày mai có thể giúp cho các đơn vị tham gia giảm bớt một phần rủi ro. Giá sàn mức tối thiểu để cho các đơn vị trả khi mà dự thầu sẽ được nhà điều hành công bố tại phiên vào ngày 8 tháng 5. Vài ngày gần đây, thì giá vàng miếng trong nước liên tục phá đỉnh. Hôm 7 tháng 5, thì mỗi lượng vàng miếng tại hệ thống tiệm vàng SJC bán ra ở mức là 4.375 Mỹ Kim. Đây là mức cao kỷ lục so với thời điểm mà Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu lần gần nhất là vào ngày 3 tháng 5. So với đầu năm thì mỗi lượng vàng SJC hiện đã tăng là 325 bỉ kim, tương ứng với 18%. Mức tăng của kim loại quý này đã áp đảo hầu hết các kênh đầu tư như là chứng khoán và gợi tiết kiệm. Tiếp theo là bản tin liên quan đến xử phạt nhóm Facebook báo chốt cảnh sát giao thông né kiểm tra nồng độ cồn. Ngày 7 tháng 5, thì Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã cho biết là cơ quan này đang củng cố tài liệu xử phạt nhóm người có hành vi báo chốt địa điểm làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông. Các hành vi trên vi phạm quy định về thu thập và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc là sai mục đích theo quy định của pháp luật. Trước đó thì các công an phát hiện một hội nhóm trên Facebook có tên là Taxi lương sơn có hành vi báo chốt và địa điểm làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông. Cơ quan hữu trách đã làm việc với những người gồm có VVP 40 tuổi, LVT 36 tuổi và HDD quản trị viên của nhóm 44 tuổi, đều trú tại huyện Sơn Động và tham gia nhiệt tình trong nhóm Taxi lương sơn. Qua đấu tranh thì những thành viên trên khai nhận nhóm chat thành lập vào năm 2020, thời gian đầu mục đích chỉ là giao lưu trò chuyện trao đổi khách hàng. Từ giữa năm 2023 thì khi lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử phạt vi phạm đặc biệt là do nồng độ cồn thì nhiều thành viên trong nhóm đã nhắn tin, ghi âm thông tin, gửi hình ảnh thông báo nơi công an làm nhiệm vụ. Qua đó thì các thành viên của nhóm taxi lương sơn có thể tránh chốt kiểm soát nồng độ cồn. Công an huyện Sơn Động đã khuyến cáo là người dân khi sử dụng mạng xã hội như là Facebook tuyệt đối không tham gia các hội nhóm có hành vi báo chốt của cảnh sát giao thông, đồng thời không phát ngôn sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân và tổ chức. Hà Nội cho biết ưu tiên sự ổn định khi trả lời về vi phạm nhân quyền. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Đỗ Hùng Việt đã cho biết, nhà nước Việt Nam ưu tiên ổn định xã hội và phát triển kinh tế khi phản hồi những lo ngại của quốc tế về hạn chế nhân quyền trong phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát hay là rà soát định kỳ phổ quát cho Việt Nam lần thứ tư tại Geneva vào ngày 7 tháng 5. Trong phiên họp này, thì đại diện của nhiều quốc gia như là Đức, Pháp, Ireland, Hà Lan, Italy, Anh Quốc, Phần Lan, Đan Mạch, vân vân đã bày tỏ sự lo ngại về thực tế vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong các lĩnh vực như là quyền tự do biểu đạt, hội họp, tiếp cận thông tin và tôn giáo, vân vân. Phản ứng về lo ngại đàn áp tự do ngôn luận, hội họp, Thứ trưởng Việt đã phát biểu rằng Việt Nam luôn hoan nghênh những lời chỉ trích mang tính xây dựng, nhưng chúng tôi không tha thứ cho việc lan truyền thông tin sai lệch hoặc là kích động có thể gây bất ổn hoặc là xâm phạm an ninh quốc gia của chúng tôi một trong những yếu tố để giúp cho Việt Nam đạt được sự phát triển và xã hội và kinh tế một cách ổn định đó là vì Việt Nam giữ được sự ổn định của đất nước và chúng tôi không cho phép bất cứ hành động hay là sự kích động nào gây nguy hiểm cho sự ổn định đó ông Việt cũng hàm ý nhắc nhở các quốc gia dân chủ là không nên áp đặt tiêu chuẩn nhân quyền của họ lên Việt Nam vì cho rằng cần tôn trọng sự đa dạng và đặc thù của mỗi quốc gia lở núi ở Hà Tĩnh, ba công nhân thiệt mạng, nhiều người bị thương. Theo báo Tuổi Trẻ loan tin, thì khoảng 1 giờ 30 phút trưa ngày 7 tháng 5, nhóm 18 công nhân công ty xây lắp điện số 4 đang trú mưa tại láng trại dưới chân núi ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thì bất ngờ núi lở vùi lấp 7 người. Tại hiện trường, thì láng trại đổ sập, đồ đạc của công nhân vương vãi khắp nơi. Do khu vực này xa khu dân cư, đường dốc hiểm trở, đi từ dưới chân núi lên đến vị trí xây dựng phải mất gần một tiếng đồng hồ, nên đến 4 giờ chiều cùng ngày 7 tháng 5 thì đội cứu nạn mới đưa được người bị nạn đến bệnh viện. Theo các công nhân, thì vụ lở núi kéo theo nhiều khối đá lớn ao ạt đổ xuống láng khiến cho họ không thể trở tay. Một số người chết do bị đá đè trúng đầu, chấn thương sọ não. Ngồi trên giường bệnh với chiếc xương sườn phải bị gãy, thì anh Hoàng Đình Thủy, 30 tuổi, quê tại Nghệ An cho biết, khi mà trời mưa kèm với sấm sét thì anh vào láng để trú được 10 phút thì nghe tiếng động lạ từ trên núi. Thấy người xung quanh hét lên chạy chạy theo bản năng thì anh cũng vứt lại đồ đạc trong láng rồi lao ra ngoài để thoát thân. Chạy được vài mét thì thấy đất đá như đang đuổi phía sau mình. Anh vấp trúng hòn đá lớn rồi ngã nhào xuống dưới chân núi cách hiện trường hơn 20 mét. Giới hữu trách nhận định là sạt lỡ núi do ảnh hưởng của mưa lớn. Sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, nhà chức trách của Hà Tĩnh cho biết là đã cử chuyên gia đến xem xét hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ lở núi. Rất cảm ơn quý vị đã vẫn giữ bản tầng 57.5 của Đài Sài Gòn TV. Tiếp theo sau đây là phần tin địa phương. Cha và mẹ kế tra tấn con trong vòng 5 năm. Các giới chức ở Anaheim đã phớt lờ. Một người mẹ có con gái bị mẹ kế và cha ruột tra tấn giả mang đã đệ đơn kiện lên quận hạt Orange và thành phố Anaheim, tố cáo nhân viên dịch vụ bảo vệ trẻ em và cảnh sát không hành động, dẫu cho có nhiều lời trình báo về tình trạng bạo hành. Theo tờ Orange County Register cho biết Đơn khiếu nại dân sự được đệ trình gần đây lên Tòa Thượng Thẩm quận Orange, nối tiếp các bản án hình sự của Maya Chavez và Domingo Flores về tội tra tấn một bé gái lúc đó mới 10 tuổi, làm cho bé ốm o, gầy mòn, bị thương nặng và suýt chết và bạo hành thêm hai cô bé khác. Mức độ bạo hành được một công tố viên mô tả là tàn ác, tác động rõ ràng lên các giới chức thực thi công lực và biện lý quận, Ai cũng nhìn thấy họ cảm thấy xúc động ngay sau khi mà Service bị kết án vào năm ngoái. Thẩm phán Scott Steiner làm việc lâu năm tại tòa thượng thẩm quận Orange, lúc tuyên án Service gần 15 năm tù và gọi bà là con quỷ đội lốt người, làm những trò không khác gì là tra tấn thời trung cổ. Thẩm phán Steiner cũng gọi vụ án xét xử Service là phiên tòa kinh tởm nhất trong vòng 24 năm làm luật hình sự màn tra tấn lặp đi lặp lại gồm có việc ép cho bé gái quỳ lên lon nước trong thời gian dài và trói cô bé vào những đồ đạc trong nhà suốt nhiều giờ liền. hậu quả đó là màn hành hạ đã dẫn tới những vết thương nghiêm trọng, kể cả gãy cổ, xương thì lòi ra khỏi vết thương chưa lành lặng. khi mà vụ án hình sự liên quan tới tội lỗi của người cha và mẹ kế chấm dứt, người luật sư đại diện cho mẹ của nạn nhân bị tra tấn và một trong những nạn nhân khác cho biết vụ kiện mới nhằm giải quyết lý do vì sao mà không một ai hành động từ sớm. Đại diện cho cơ quan dịch vụ xã hội quận hạt Orange từ chối bình luận vì lý do chính sách không thảo luận về các vụ kiện tụng đang chờ giải quyết. Một người đại diện thành phố Anaheim cũng từ chối bình luận cụ thể về các lời tố cáo trong đơn kiện. Máy bay Hawaiian Airlines phải hạ cánh khẩn cấp tại LAX một chiếc phi cơ của hãng hàng không Hawaiian Airlines buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở phi trường Los Angeles International Airport, tức là LAX, vào đêm ngày 6 tháng 5, đài KTLA-5 loan tin. Chuyến bay từ Honolulu tới Los Angeles đáp xuống vào khoảng 10 giờ 40 phút ở phi đạo số 25 bên trái, một phát ngôn viên LAX đã nói với KTLA-5 News. Tuy nhiên thì giới chức này không thể xác nhận tin tức ban đầu cho hay rằng là có trục trặc ở hệ thống bánh đáp của máy bay. Ban ghi hình cho thấy là xe cấp cứu chạy đến phi đạo trước khi máy bay được dẫn về vị trí đậu. Không rõ là có ai bị thương trên phi cơ hay không. Giới chức của hàng không dân dụng tiểu bang và phi trường LAX cho biết đang điều tra thêm về vụ việc và lý do hạ cánh của chiếc phi cơ Hawaiian Airlines sẽ sớm được thông báo. Và sau đây là bản tin cuối của ngày hôm nay. Thưa quý vị, một người đàn ông đã bị bắt vì dụ dỗ bé gái trên đường đi học về. Sở cảnh sát thành phố Redwood cho biết, một người đàn ông 46 tuổi đã bị bắt vì có buộc là gạ gẫm trẻ vị thành niên. Sự việc này xảy ra vào khoảng 1 giờ 45 phút chiều. Nạn nhân là một bé gái 14 tuổi đang đi bộ từ trường về nhà, thì một người đàn ông ngồi trên chiếc xe màu trắng đã bắt đầu tiến tới bắt chuyện. Cảnh sát cho biết, người đàn ông đã hỏi cô gái bao nhiêu tuổi và đã xin số điện thoại nghi phạm yêu cầu cô gái đến gần chiếc xe hơn. Khi mà cô bé không làm vậy, hắn đã lái xe đi. Cô gái về nhà và gọi ngay cho cảnh sát thành phố Redwood. Sử dụng hệ thống Flock, các thám tử đã nghiên cứu các phương tiện trong khu vực khớp với mô tả. Camera đã ghi lại được một chiếc xe tương tự trong khu vực. Các thám tử xác định rằng chiếc xe đã được đăng bộ bởi New Press Prado ở Newark. Cảnh sát đã bắt giữ Prado và đưa ra nhà tù quận hạt San Mateo. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ việc này, vui lòng liên lạc với sở cảnh sát Redwood City. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày mới thật bình an, thật hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.